Minh được từ vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đọc quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày canh thân tháng quý mão năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần và ngũ hành ngũ hành niên mệnh thạch lựu mộc ngày canh thân tức can chi tương đồng thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát và nạp âm thạch lựu mộc kỵ tuổi giáp dần mậu dần ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày thân lộc hợp với tỵ tam hợp với tý và thìn thành thủy cục xung với dần hình dần hình hợi hại hợi phá tỵ và tuyệt mão vài tuổi xung khác trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi nhâm dần mậu dần giáp tý giáp ngọ tuổi xung trong tháng tuổi tân dậu đinh dậu đinh mão về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức tốt mọi việc sao thiên mã tốt mọi việc nhất là xuất hành giao dịch mua bán ký kết cầu tài lộc sao nguyệt không tốt đối với sửa chữa nhà cửa đặt giường sao nguyệt giải tốt mọi việc sao giải thần đại cát tốt cho việc tế tự tố tụng giải oan trừ được các sao xấu sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao sát cống đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao sáu trừ sao kim thần thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao bạch hổ, kỵ về an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Và ngày hôm nay, chúc tất cả các quý anh luôn vô tư trao đi những món quà ý nghĩa và chúc tất cả các chị em đón nhận thật nhiều quà và thật nhiều lời chúc ý nghĩa, vui vẻ và hạnh phúc nữa nhé. Sau đây, mời tất cả các quý anh chị đón xem về tử vi chi tiết ngày thứ ba, mùng 8 tháng 3 năm 2022. Mời các quý anh chị cùng theo dõi. Từ vi tuổi Tý ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Tam hợp nâng đỏ, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý bước vào ngày mới tràn đầy năng lượng và tinh thần phấn khởi, rất tốt cho bạn cải thiện năng suất làm việc với những khó khăn rắc rối không hề làm cho bạn chùn bước hay là chán nản mà ngược lại càng khiến cho bạn cảm thấy quyết tâm hơn với bạn tuổi Tý, bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Bạn cần phải tiếp tục cố gắng hết sức bởi bạn bỏ ra nhiều công lao thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu thành quả nhé. Đáng mừng cho bạn là trong ngày hôm nay, các chuyện tình cảm của bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng điều này cho thấy bạn mạnh đang có được gia đình rất hòa thuận. Và cho dù bạn có bận rộn thế nào đi chăng nữa, ngày hôm nay, mùng 8 tháng 3, với những người bạn trai nên mua một bó hoa tươi hay là một món quà nào đó để tặng cho nửa kia của mình, bạn sẽ cảm thấy rất bất ngờ, tâm trạng ngập tràn hạnh phúc. Ngoài ra, bạn và nửa kia cũng vẫn cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống và khắc phục nó nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi tí trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi giáp Tý thuộc mệnh Kim đưa ra được những quyết định sáng suốt, không ngại ngần đối diện với những khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ vợ chồng đồng sức đồng lòng để giải quyết mọi khó khăn. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có nhiều hy vọng trong tương lai, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 65, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, cuối nhau phụ trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi xỉu. Từ vi tuổi xỉu thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Ngày này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài gây rối, điều này làm cho bạn tuổi Sửu dễ vướng vào những chuyện thị phi, tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên hành xử, nóng nảy, bốc đồng, khiến cho chuyện bé xé ra to, mọi vấn đề lại càng thêm khó giải quyết hơn. Và ngày này với bạn tuổi xỉu, một số người đang quá tự tin vào khả năng của mình, cho nên không muốn hợp tác với ai, cho rằng việc đó chỉ làm cho mình mất thời gian và vô ích. Tuy nhiên, với sự kiêu ngạo của bạn sẽ biến bạn thành ách ngồi đáy giếng bởi trên đời này trên thực tế ai cũng có điểm mạnh để cho bạn đáng phải học hỏi cả nhé. May mắn là trên phương diện tình cảm của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành thổ sinh cho kim vượng điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái. Và ngày hôm nay, mùng 8 tháng 3, người đã có gia đình hay là người đã có đôi có cặp nên tặng cho phái đẹp của mình một bố hoa hay là một món quà gì đó, chắc chắn người ấy sẽ rất vui vẻ và sẵn sàng đón nhận tình cảm của bạn. Ngoài ra, trong các buổi giao lưu, gặp gỡ với bạn tuổi xỉu, bạn hãy tự tin thể hiện cá tính của mình rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn mà thôi nhé vài câu quýt cho bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim dễ vướng vào tranh chấp thị phi với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy chớ nên để cho chuyện bé xé ra to tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa quá kiêu ngạo không thích hợp tác với người khác tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ khiêm tốn học hội mọi người xung quanh tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dễ gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 79, giờ tốt từ 19 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022 Ngày này với bạn tuổi dần đang phạm phải ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tị hợi Điều này sẽ làm cho bạn phải làm việc vất vả, mọi việc một mình. Tuy nhiên, dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ cho bạn đi chăng nữa, thì bạn cũng chớ có tốn thời gian than thân cách phận bởi việc làm đó chẳng hề đem lại lợi ích thiết thực cho bạn chút nào nhé với bạn tuổi dần trong ngày này để tăng hiệu quả trong công việc một khi bắt tay vào công việc gì đó bạn mệnh không nên lơ đáng hoặc là cố tình làm cậu thả chua xong việc nếu như lỡ mắc phải sai sót bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức để khắc phục sự cố nữa còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, nhắc nhở quý ông tuổi dần, người đã có gia đình hay là người đã có đôi có cặp nên tặng cho phái đẹp một bó hoa hay là một món quà gì đó chắc hẳn sẽ gây được nhiều bất ngờ cho người ấy. Điều này cũng sẽ giúp cho tâm trạng của bạn luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy làm việc vất vả mà không được sự trợ giúp của ai. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên có những suy nghĩ bi quan tiêu cực. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên sao nhã khi giải quyết công việc. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim chú ý quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 11 số 64 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Tuất tuổi Hợi Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2022 chính quan chiếu mệnh điều này sẽ đem đến cho bạn tuổi Mão có được một ngày nhiều may mắn cho phương diện sự nghiệp tinh thần làm việc có trách nhiệm cao của bạn khiến cho lãnh đạo luôn cảm thấy an tâm khi giao cho bạn những trọng trách quan trọng vì vậy với bạn tuổi Mão hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình hơn nữa nhé Tuy nhiên, trong ngày này với ba tuổi mão, bạn cần phải chú ý, cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của những người xung quanh. Đừng có biến mình thành một người bảo thủ, cứng nhắc, đôi khi thay đổi cách tiếp cận vấn đề sẽ giúp cho bạn hoàn thành công việc một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn rất chi là nhiều cả. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có kim khác với mộc. Điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với người nhà lại không được mấy in bình. Và cho dù bạn có bận rộn đến máy đi chăng lẽ, có lẽ đôi bên vẫn cần phải dành nhiều thời gian cho nhau để trò chuyện với nhau, đừng có để cho mối quan hệ giữa mọi người ngày càng xa cách. Và hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 với những bạn nam tuổi mão, người đã có gia đình hay là những người đã có đôi có cặp nên tặng cho phái đẹp của mình một bó hoa hay là một món quà gì đó. Biết đâu điều này sẽ giúp hóa giải những mâu thuẫn cãi vã trước đây và giúp cho không khí gia đình càng thêm ấm áp nữa nhé vài câu quýt cho bạn tuổi mão trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy làm việc với tinh thần có trách nhiệm cao tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng của những người lãnh đạo tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không hòa hợp với người thân trong gia đình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nửa kia và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 36 số 78 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu ghi quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi dần tuổi mùi Tử vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Ngày này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang có được báo hiệu trải qua một ngày làm việc được thuận lợi khi gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân thí thìn phù trợ. Điều này cũng sẽ giúp cho bà tuổi thìn đón nhận nhiều niềm vui về tài lộc, chính tài, tụ khí, việc làm ăn, kinh doanh buôn bán được thuận lợi, tiền bạc kiếm được một cách dễ dàng, ngoài công sức của mình, gặt hái được những thành quả khả quan khiến cho mọi người phải ganh tị, ngưỡng mộ về bạn nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bà tuổi Thìn, đối với những người làm công ăn lương, làm công ty, doanh nghiệp, bạn mệnh cần phải cởi mở hơn trong khi giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp bởi dường như bạn đang tự khép mình, không muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Việc trao đổi ý kiến có thể sẽ giúp cho bạn nhanh chóng nhận ra những thiếu suất của bản thân mình nữa nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, các chuyện tình cảm của bạn cũng có được nhiều tin mừng. Đối với những bạn đang còn độc thân, nhờ những mối quan hệ trước đó mà được giới thiệu cho những người phù hợp, bạn cũng quyết định mở lòng để đón nhận những điều tươi mới trong tương lai nữa. Đặc biệt, đối với quý ông tuổi thìn trong ngày mùng 8 tháng 3 hôm nay, nên tặng cho phái đẹp của mình một bó hoa sẽ giúp thúc đẩy tình cảm của hai người luôn được tươi mới và hạnh phúc nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, chú ý vào nhiệm vụ được phân công. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên cởi mở hơn khi trao đổi ý kiến với mọi người. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, chú ý trong cách đối nhân xử thế. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên sắp xếp thực hiện công việc sao cho phù hợp. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 27, số 56, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi thân. từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ, điều này sẽ giúp cho bà tuổi Tỵ làm việc gì cũng được hanh thông thuận lợi. Bạn nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của cấp trên, đồng thời bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Và trong cuộc sống với bạn tuổi tỵ, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay là không. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người nữa nhé. Đáng buồn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Điều này cho thấy đang có một số vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ gia đình của bạn. Vợ chồng có thể xảy ra chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Và đặc biệt đó đối với quý ông tuổi Tỵ trong ngày này, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, bạn nên tặng cho phái đẹp một bó hoa hay là một món quà gì đó giúp cho người ấy có cái nhìn khác về bạn cũng như làm tươi mới ấm cúng không khí gia đình, biết đâu điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn, căng thẳng, cãi vã không đáng có nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đầu óc thông minh, xử lý công việc được tốt đẹp, từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác, từ vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, công lao không được người khác ghi nhận, từ vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không nên so đo, tính toán quá nhiều, từ vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia của mình và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 14 số 91 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cá tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Với bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có họa khác với kim, điều này cảnh báo cho bạn tuổi ngọ dường như bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình, cho nên thờ ơ với gia đình của mình nữa. Vì vậy, bạn cần phải biết rằng tình thân là điều quan trọng nhất cho dù tiền bạc có nhiều đến đâu đi chăng nữa cũng không mua được tình cảm đâu đó nhé. Và với bạn tuổi ngọ, trong gia đình, những người đang quản trẻ tuổi có thể sẽ có mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là họ hàng dù có những suy nghĩ khác biệt. Cho dù mọi thế hệ có một vài quan điểm, cách suy nghĩ khác nhau, nhưng với bà tuổi ngọ, hãy thử lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác nữa nhé về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi ngọa trong ngày này lại đang gặp được ngày có chính Ấn tương trợ cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ là người hết lòng với công việc vì vậy mà công việc bạn phụ trách luôn đạt được những kết quả khả quan bạn cần phải cố gắng hơn nữa và đặt ra cho mình những đích đến cao xa hơn có tham vọng hơn nữa nhé và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Dù với bạn tuổi ngọ có bận rộn với công việc như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng nên dành thời gian cho nửa kia của mình. Nhắc nhở quý ông tuổi ngọ nên tặng cho phái đẹp của mình một bó hoa sẽ giúp thúc đẩy tình cảm của hai người luôn tươi mới, giúp cho gia đình luôn được ấm cúng và vui vẻ nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo nhà cửa cho nửa kia. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên chú ý lắng nghe những lời dạy bảo của những người đi trước. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc hãy đặt ra cho mình những mục đích khác cao xa hơn và đánh giá của bà tử Ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 20 số 85 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu tím màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi mùi tuổi tuất Từ với tuổi mùi thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022 ngày này với bạn tuổi mùi đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên vận trình sự nghiệp của bạn vì vậy với bạn tuổi mùi cần phải cẩn thận kẻo bị kẻ tiểu nhân tiếp cận với mình trong ngày hôm nay và tốt nhất là bạn không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê hoặc là bàn ra tán vào của người ngoài trong ngày này với bà tuổi mùi, bạn cần phải tập trung vào công việc của mình, đồng thời kết hợp tiếp thu ý kiến của người khác trước khi đưa ra quyết định. Bạn cần phải suy xét cho kỹ càng, chứ không nên vội vã, manh động, làm theo ý của mình nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng điều này cho thấy các chuyện tình cảm của bạn với người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời và để có được như hiện tại thì từ trước tới nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện gia đình và điều tuyệt vời hơn nữa là đối với những bạn trai tuổi mùi luôn biết cách quan tâm, chăm sóc cho nữ kia. Còn đối với những bạn gái luôn có được sự tươi trẻ, biết cách làm mới bản thân, gây được nhiều sự chú ý của người khác giới. Chính vì vậy, trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 3, bạn sẽ nhận được những món quà, những bó hoa, những lời chúc ấm áp và hạnh phúc nữa nhé. Về câu quyết cho bà tuổi mùi trong ngày thứ ba này, từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, chú ý bị kẻ xấu tiếp cận với mình để hãm hại. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, cố gắng khẳng định giá trị của bản thân mình. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, không nên vội vàng đưa ra những quyết định. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, nên tiếp thu ý kiến của người khác nhiều hơn. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc vợ chồng có được sự thấu hiểu, luôn trao đổi mọi việc với nhau. Vài đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, số 69, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi máu, tuổi ngọa. tử vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp được ngày có thực thần phù trợ, điều này có thể khiến cho bạn kiếm được một khoản tiền lương hoặc là tiền lại kha khá nếu như bạn đang làm công việc tự do, kinh doanh, buôn bán hay là làm nghề phụ. Khoản tiền này là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua nhé. Với ba tuổi thân, bạn tính rộng rãi, cởi mở cũng sẽ giúp cho bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hợp tác tốt đẹp trong những người mà bạn quen biết, ắt sẽ có quý nhân giúp cho bạn tiếp cận được với những cơ hội đáng quý giá trong tương lai nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng, điều này làm cho bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là các bệnh liên quan tới xương cốt. Người lớn tuổi cần phải chú ý không làm việc quá sức. Còn đối với những người trẻ tuổi làm ở văn phòng thì chớ nên ngồi lâu một chỗ. Với bạn tuổi thân, bạn là người hài hước, luôn vui vẻ và gây được sự chú ý của những người khác phái. Đối với các chị em, trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 3, Tha Hồ nhận về những lời chúc, những bố hoa, những phần quà ý nghĩa giúp cho tâm trạng của bạn vui vẻ cả ngày nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nhận được khoản tiền lương tiền lại hậu hĩnh tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ bạn tính rộng rãi được nhiều người yêu mến tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nhận được sự giúp đỡ của quý nhân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chú ý các bệnh liên quan tới xương khớp Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 75, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu ạ, cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang có được báo hiệu tiến triển vô cùng là thuận lợi. Tam hội phù trợ, thúc đẩy giúp cho bạn tuổi Dậu sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời với bạn cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới mẻ để có thể tiến bộ hơn và may mắn hơn nữa là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và đây chính là cơ hội tốt để cho bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy lại giúp ích cho công việc của bạn về sau này rất chi là nhiều vì vậy bạn cần phải chú tâm để đón nhận nhé với bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay bạn cũng là người rất may mắn nổi bật và luôn biết cách quan tâm tới người khác Chị em thì rất xinh đẹp, luôn biết cách làm đẹp bản thân mình. Chính vì vậy, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Đây là ngày mà bạn ngập tràn trong hạnh phúc, trong không khí ấm áp của gia đình. Đối với các cặp đôi đang yêu, lại càng có cơ hội thể hiện bản thân mình hơn nữa. Và ngày này với bà tuổi dậu, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên ưu tin chọn giờ hoàng đạo và xuất hành theo những hướng tốt để đón nhận nhiều may mắn về cho mình. Hướng tốt trong ngày đó là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Vài câu quyết cho bà tuổi dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển được thuận lợi, sẵn sàng học hỏi những điều mới. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, không ngần ngại đối diện với những khó khăn, thử thách. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh kim, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 22, số 66, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phụ trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi tốt. Từ vi tuổi tốt, thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022 xem tử vi cho thấy bạn thủ tuất đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn đang có được sự tín thủ, luôn mong muốn được vươn tới những vị trí cao hơn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, bạn lại thường tự cô lập bản thân, ít xây dựng các mối quan hệ xả giao nữa đó nhá. Với bà tử Tuất á, bạn có biết là mối quan hệ cũng đóng một vai trò, một yếu tố vô cùng cần thiết nếu như bạn muốn thăng tiến nhanh chóng và dễ dàng hơn trong sự nghiệp của mình. Vì vậy, bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người xung quanh, bạn sẽ nhận thấy được hiệu quả khác biệt của nó nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy bạn đang rất vượng vận về đào hoa và nếu như bạn đã có đối tượng thầm mến và đang quản độc thân, bạn nên cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Đã đến lúc bạn cần tìm một người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống này nữa rồi. Và với bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn cũng đừng quên dành cho người ấy những lời chúc, những món quà ý nghĩa trong ngày mùng 8 tháng 3 này nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa có chí tín thủ, luôn mong muốn đưa được tiến xa hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ nên mở rộng các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc không nên tự cô lập bản thân mình với tập thể. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của nhiều người tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có được cơ hội tiếp xúc với nhiều người tình duyên như ý về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 24 số 65 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hỏi thứ ba ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Bạn tuổi hỏi đang gặp ngày cô ngũ hành tương hại, điều này sẽ khiến cho bạn tuổi hỏi vướng phải nhiều rắc rối, nhiều chuyện phức tạp trong ngày hôm nay, dù có kẻ tiểu nhân niếm đá giấu tay. Tuy nhiên với bạn tuổi hỏi, bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình, trở nên nóng nảy, bởi càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì bạn lại càng dễ rơi vào bẫy của những kẻ xấu nhé. Trong công việc, với bà tuổi hỏi, tâm tính rất dễ bị kích động, dễ dẫn đến những quyết định sai lầm và trước khi bắt tay vào một công việc gì đó, bạn không nên chỉ làm theo ý của mình mà nên thử thảo luận, trao đổi với những người có nhiều kinh nghiệm trước cái đã. Ngày này với bạn tuổi hỏi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, may mắn là nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần vững vàng cho bạn, cho nên nếu có điều gì khiến cho bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy, bàn luận thì sẽ tìm ra giải pháp thích hợp cho bạn nữa nhá. Và ngày hôm nay với bạn tuổi hỏi sẽ đón nhận những điều bất ngờ và thú vị từ nửa kia của mình những bạn đang quản độc thân có thể sẽ nhận được những tín hiệu đáng mừng khi có người khác phái tỏa ý muốn kết thân gây dựng mối quan hệ giữa hai người nữa về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa vững phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều thị phi tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không nên nóng nảy mất bình tĩnh đưa ra quyết định sai lầm tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nửa kia là hậu phương vững chắc cho bạn vài đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 88, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào lại.